Thưa quý vị, các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong trạng thái mới. Từ 6 giờ ngày 14 tháng 11, hai phường An Hải Bắc và Nại Hiên Đông thuộc quận Sơn Trà chuyển sang cấp độ 3, vùng cam. Theo đó, hai chợ tại hai phường này đã kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch. Đến nay, cơ bản hai chợ đều đảm bảo bố trí luân phiên tối đa 50% số lượng gian hàng, quầy hàng, có vách ngăn giữa người bán, người mua và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Với việc quét mã QR code khi vào chợ, Ban Quản lý các chợ quận Sơn Trà cũng gặp một số khó khăn với đối tượng lớn tuổi hoặc không có thiết bị smartphone, thì Ban Quản lý các chợ linh động xử lý để thuận tiện cho người dân và đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Thì trong trường hợp này chúng tôi sẽ bổ sung cái biện pháp là ghi thông tin cá nhân để sau này nhập và khai báo thay cho bà con. Thì Ban Quản lý chợ chúng tôi cũng đã bắt buộc những hộ kinh doanh mặt tiền là các cái ốt mặt tiền đấy, và bà con khuyến khích bà con tiểu thương trong chợ trang bị mã QR code địa điểm để người mua hàng đến người ta quét và lưu cái thông tin cá nhân khi mà đến chợ. Ngoài ra, theo quan sát của chúng tôi tại chợ An Hải Bắc, lực lượng quy tắc đô thị phường thường xuyên túc trực, giám sát, xử lý các hộ buôn bán tự phát trên vỉa hè, lòng lề đường, nên tình trạng chợ tạm, chợ cóc xung quanh đã cải thiện hơn, góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Còn tại chợ Tam Thuận, quận Thanh Khê, những ngày gần đây, lượng người đến chợ chỉ gần 70 người một ngày. Nguyên nhân là người dân lo ngại tâm lý dịch bệnh nên cũng hạn chế đến nơi đông người, có thói quen đi chợ theo tần suất 3 ngày một lần. Vì thế, tiểu thương chỉ lấy hàng ít hơn trước, đủ bán trong ngày. Ngoài ra, công tác phòng chống dịch vẫn được Ban Quản lý chợ đảm bảo nghiêm ngặt. Và kể cả tiểu thương cũng đã nhận thức được. Thì mới bữa nay không còn nhắc nhở nữa. Và chúng những người ba con nhận thức được cái chuyện chống dịch thôi. Cho nên như khẩu trang, khẩu đồ thì chắc là bữa nay cũng cần nhắc. Ví dụ vậy. Hay là những cái về công tác mà coi như cự cuộn cửa đồ thì như bà con. Hình như cái sạp mô hình như còn cái bên cự cuộn riêng của bà con á. Còn đặc biệt là vậy, cái này quá như Ban Quản lý chưa vận động ngay, nhưng mà cái nhận thức của bà con thì Ban Quản lý thấy đó là kỳ hay của bà con tiểu thương. Theo Ban Quản lý các chợ truyền thống, lực lượng tại chợ thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện phòng chống dịch của tiểu thương và người dân. Nếu có trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.